Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Lê Hưng. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng quay trở lại chuyên mục Grooming Review và tiếp tục review nốt những sản phẩm đến từ thương hiệu Arcadian. Ngày hôm trước thì mình đã có review con Clay Pomade đến từ thương hiệu này và mình rất ấn tượng về hiệu năng của nó. Hôm nay thì mình sẽ tiến tới review thêm một cái sản phẩm thuộc nhóm mainline của nhà Arcadian, đó chính là con Arcadian Matte Paste. Và trước khi chúng ta cùng tìm hiểu thêm về cái sản phẩm Matte Paste này thì mình muốn cho các bạn xem một vòng sơ qua về cái thiết kế ngoại hình bên ngoài của sản phẩm này nhé. Và trên tay mình hiện tại là sản phẩm Matte Paste đến từ thương hiệu Arcadian. Sản phẩm có một cái ngôn ngữ thiết kế rất là tối giản. Tất cả sản phẩm của Arcadian sẽ phần lớn được phân biệt bởi màu sắc và cái thiết kế về phông chữ là không thay đổi. Bên tay phải của sản phẩm chúng ta sẽ có thông tin cơ bản về hiệu năng cũng như là hướng dẫn sử dụng cùng một số những thông tin về cái thông tin của mạng xã hội của bên Arcadian. Phía bên này chúng ta sẽ có thông tin về thành phần cũng như là nơi sản xuất, cùng với đó là barcode. Chúng ta sẽ có một cái hộp mà nhựa nhám màu đen đi cùng một chiếc nắp cũng màu đen luôn. Ở phía dưới đáy chúng ta sẽ có thông tin về hàng sử dụng của sản phẩm. Một thiết kế rất đơn giản nhưng trông rất là chỉnh chu. Như hôm trước thì mình có nói với các bạn là một số những sản phẩm của Arcadian ấy, thì họ sẽ chỉ phân biệt giữa các sản phẩm với nhau bằng màu sắc. Thì chúng ta có một con Clay Pomade là màu da cam, hơi chuyển sang màu đồng. Và con Matte Paste là màu hồng, một cái tông màu hồng, một chữ tông màu hồng rất là đẹp. Cơ bản thì về cái thiết kế của sản phẩm này nó sẽ rất là tối giản, rất là đơn giản. Chúng ta sẽ không có bất cứ một hình họa nào cả. Và cái phông chữ nó chính là cái điểm nhấn của sản phẩm này. Cá nhân mình thì mình thấy cái thiết kế này rất là hiện đại, rất là trẻ trung, phù hợp với cái tôn chỉ và làm sản phẩm của cái hãng Arcadian này. Con Matte Paste này là một con có độ giữ nếp rất là cao, được hãng họ miêu tả là heavy hold. Độ bóng thì là bóng mờ matte shine, thích hợp cho mọi loại tóc. Kích thước là 4 ounce, 115g. Hạn sử dụng là 2 năm. Và con này là vegan, một con vegan matte paste thuần chay. Ở trên hũ thì có thêm một số thông tin, đó là con này là water soluble, lốc nước hòa tan, nhiều texture, heavy hold và là một con styling paste. Cam kết là giữ nếp được cả ngày và sẽ rất là dễ để gội rửa. Cái sản phẩm này có cái mùi hương khá là giống con Clay Pomade. Tuy nhiên thì con Clay Pomade này thì nó sẽ nồng mùi clay hơn. Còn Matte Paste thì mình thấy là hơi thơm mùi hoa hơn, ít mùi cay, tông mùi hoa, mùi gỗ, một cái mùi hương khá là dễ chịu và khá là dễ tiếp cận, khá là thơm. Và không để cho các bạn chờ đợi lâu thì mình sẽ tiến hành scoop out và break down sản phẩm Matte Paste đến từ thương hiệu Arcadian ngay. Trước mắt chúng ta là một chất liệu paste rất là mềm mịn, được đổ rất là đẹp, có màu hơi trắng ngà ngà, bề mặt sáp rất là mịn màng. Scoop đầu tiên, hơi cứng nha, hơi cứng hơn so với con Clay Pomade hôm trước mình có sử dụng. Chất liệu paste thì khá là đặc. Tuy nhiên thì cũng rất là dễ để mà break down. Khá là creamy khi mà break down trên tay. Rất là đẹp. Mình sẽ sử dụng một scoop này để làm sản phẩm pre-styler. Thế là mình sẽ sấy tạo kiểu trước. Khi mà đánh trên tay thì sản phẩm nó có khô nhẹ đi và cảm giác như nó hơi dính dít hơn và nó để lại ở trên tay mình một cái màng hơi bong bóng. Rồi, apply lên trên tóc thì chúng ta sẽ có một cái độ nhám và dít nhẹ. Apply đều ở trên tóc. Khi apply ở scoop đầu tiên thì mình đã cảm thấy được cái độ nặng của sản phẩm ở ngay trên tóc mình. Và sản phẩm ở trên tay nó đã hoàn toàn là không có dính,
không có dính, không để lại sản phẩm trên tay. Cái điều này thì khá là quan trọng, tại vì một số sản phẩm paste mình có dùng thì nó để lại vẩn clay ở trên tay khá là nhiều. Và đây là kết quả cuối cùng sau khi mà mình sử dụng sản phẩm Mod Paste, dùng một scoop con này để làm sản phẩm Restyler. Và các bạn có thể nhìn thấy là cái lượng text và volume trên tóc mình khá là nhiều, khá là dày. Nó làm cho tóc mình có cảm giác dày dặn hơn và phồng to hơn. Bên cạnh đấy thì nó cho ra một cái hiệu ứng, đó là hơi có cái độ dính trên những cái thớ tóc. Nó khác với cái sản phẩm Clay Pomade hôm trước mình có sử dụng từ cái thương hiệu này. Đó là con Clay Pomade thì nó sẽ cho ra một cái lượng text khá là tơi, khá là thưa, khá là khô. Còn cái con Matte Paste này thì nó sẽ cho một cái lượng text dày dặn hơn, có cái độ dính hơn và trông nhìn nó sẽ liền lạc hơn so với cái con Clay Pomade này. Mặc dù là nó có độ dính, tuy nhiên thì nó vẫn cho người sử dụng được một cái độ khô ráo cần thiết để mà lùa tay. Và mình sẽ sử dụng thêm một scoop nữa để cố định cái phong tóc này nhé. Scoop thứ hai. Và ở scoop thứ hai thì các bạn có thể nhìn thấy được cái kết quả của cái sản phẩm này. Con này thì mình thấy rằng là khi mới apply, khi mới sử dụng thì nó sẽ có đâu đấy một chút xíu cái độ ẩm. Ngoài ra thì về cái độ dính, mình thấy là con này sẽ dính tóc hơn và ép size tốt hơn so với con Clay Pomade. Và bây giờ thì mình sẽ tiến lại gần hơn về phía camera để cho các bạn nhìn rõ hơn kết quả cuối cùng sau khi mình sử dụng khoảng tầm 2 scoop con Matte Paste đến từ nhà Arcadian. Và vẫn như thường lệ thì mình sẽ đi ra ngoài tập gym một chút để xem mấy con Matte Paste này liệu rằng nó có chống chọi lại được với mồ hôi, khói bụi cũng như ô nhiễm từ Việt Nam mình hay không nhá. Và mình đã hoàn thành xong bài test con Matte Paste đến từ nhà Arcadian. Thì ngày hôm nay mình có tập gym và có ra ngoài đường một thời gian khá là dài, khoảng tầm 10 tiếng. Và thời tiết ngày hôm nay thì rất là oi bức, cực kỳ oi bức và khó chịu. Thì đây là cái kết quả cuối cùng sau khi mà mình sử dụng sản phẩm này. Thì mình rất là bất ngờ về cái hiệu năng mà con Matte Paste này nó đem lại. Dĩ nhiên là trong ngày, trong quá trình mình sử dụng thì là mình cũng có sử dụng tay để mà mình restyle lại qua. Tuy nhiên thì trong cái quá trình mình dùng, khi mà mình restyle thì sản phẩm rất là dễ để mà lùa tay. Hoàn toàn là không có bị rít hay là bị khô, khó restyle, rất là dễ restyle và chỉ cần restyle qua lại thôi là tóc của mình đã vào form. Và về tổng thể, cái form tóc nó không hề bị ngậm ẩm cũng như là bị sập volume. Mặc dù đây là một con Matte Paste được sử dụng ở trên một cái nền tóc classic có mật độ dày, dài, cứng và chìa, kèm theo là không có tỉa text, nên là tóc của mình rất là nặng và dài. Mà cái sản phẩm này nó vẫn có thể duy trì được form tóc trong vòng 10 tiếng, mình rất là bất ngờ luôn. Sau rất là nhiều giờ ở ngoài đường tập luyện rồi đi chơi, mua bảo hiểm, mồ hôi, nóng bức, ô nhiễm vân vân, thì nó vẫn duy trì được một cái volume rất là cao. Trong số những cái sản phẩm Matte Paste mà mình đang có ở đây, cũng như là những cái sản phẩm Matte Paste mà mình đã được từng sử dụng, thì cái con Arcadian này nó cho mình một cái trải nghiệm hoàn toàn khác, hoàn toàn mới lạ. Nó hội tụ được cho mình được những yếu tố. Thứ nhất
là cái chất liệu sáp. Chất liệu sáp của nó rất là mềm mịn, đánh ra tay nó sẽ không bị vón và cái chất sáp của nó sẽ không bị kẹo. Ngoài ra thì khi mà đánh trên tay nó sẽ không bị khô đi. Cái đấy cũng là cái rất quan trọng, đánh trên tay nó không khô đi và apply lên trên tóc nó sẽ không bị rít. Nó sẽ đem lại một cái trải nghiệm mà thoải mái cho người tiêu dùng. Trong quá trình sử dụng thì cái hiệu năng của sản phẩm nó đem lại cho mình cảm thấy rất là ok, rất là tốt. Có volume, có texture, có độ dính, ép được size, trải được lược, khô đi trong ngày. Restyle cũng rất là dễ. Con này thì chê đúng một cái là mùi hương con này nó không tỏa thôi. Không có mùi hương đặc sắc và không được tỏa. Thì đấy là những cái mà mình chê từ con Mothpest Arcadian. Một cái sản phẩm đem lại rất nhiều trải nghiệm cho mình trong ngày hôm nay. Và chắc chắn các bạn phải sử dụng con Mothpest này để xem là tại sao mình khen nó hết lời như thế. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này của mình. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ nhấn like và subscribe channel này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.